Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Chùa Ba Vàng báo cáo tiền công đức một phần, còn lại nội bộ không công khai. Báo cáo thu chi tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội được Đại Đức Thích Trúc Thái Minh ký ngày 28 tháng 7 gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Nội dung báo cáo ghi rõ, tổng số thu công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội là 4.164.500.000 đồng, tổng số chi 4.164.500.000 đồng, nội dung chi là cho hoạt động từ thiện nhân đạo. Cũng trong báo cáo, Chùa Ba Vàng thông tin thêm, ngày 21 tháng 7, Bộ Tài chính có báo cáo số 119/BC/BTC về kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đồng thời đề xuất kế hoạch kiểm tra tổng thể trên phạm vi toàn quốc, trong đó không có số liệu báo cáo của Chùa Ba Vàng vì nhà chùa không nhận được yêu cầu báo cáo. Ngày 24 tháng 7, Chùa Ba Vàng mới nhận được công văn số 2240/UBND-TCKH của Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí về việc báo cáo việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa đình chùa trên địa bàn. Căn cứ vào công văn này, Chùa Ba Vàng cho hay về loại tiền công đức tài trợ được báo cáo theo quy định tại điểm B khoản 3, điều 1 thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/1/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội thông tư 04. Thông tư này không điều chỉnh quản lý thu chi tiền công đức tài trợ cho hoạt động tôn giáo. Dẫn quy định của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc thực hiện thông tư 04 cho hay, thông tin cung cấp khi được cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật là thông tin về quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, không phải là thông tin về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức tài trợ cho hoạt động tôn giáo và tiền công đức tài trợ cho nhà tu hành. Đồng thời báo cáo lập luận, theo quy định của Bộ Tài chính khi thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử, văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thì nội dung kiểm tra chỉ là việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Từ đó Chùa Ba Vàng cho biết, chùa thực hiện báo cáo việc quản lý thu chi tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Còn tiền công đức tài trợ cho hoạt động tôn giáo là vấn đề nội bộ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được quản lý theo quy định của giáo hội, phù hợp với giáo luật của Đức Phật và pháp luật của nhà nước, báo cáo nêu.